Hey, xin chào anh em. Mình đã quay trở lại rồi đây. Mình là Nathan và đây là Coin68TV. Chào mừng anh em đã đến một series hoàn toàn mới của Coin68TV mà chưa từng có tiền lệ như trước đây. Như anh em cũng có thể thấy là thời gian vừa qua có là một cái thời gian mà gọi là khó khăn đối với tất cả mọi người trên thế giới. Thì bởi tác động của đại dịch Covid-19 thì... Nhưng mà anh em có thể thấy một cái điều rất là ngược lại á, là từ năm 2020 và năm 2021 ở trở lại đây thì thị trường crypto đã tăng rất là nhiều so với những cái giá trị của những cái năm trước đây. Thì mình nghĩ lý do gián tiếp có lẽ là do ảnh hưởng của Covid-19 lên nền kinh tế toàn cầu là một mặt, và khiến cho cái thị trường crypto này nó có thể vận hành được trơn tru hơn bao giờ hết trong vòng 4 năm trở lại đây. Và như anh em cũng có thể thấy là một cái sự uptrend này diễn ra cực kỳ mạnh mẽ ngay tại thời điểm này luôn. Rồi, ok, thì hôm nay mình sẽ đến với số đầu tiên trong cái chuỗi series này của Coin68TV. Thì như anh em cũng thấy trên tiêu đề ha, thì hôm nay là mình sẽ nói về quản lý vốn trong crypto thì nó được gọi là gì, và bên cạnh đó cũng hướng dẫn cho anh em một số những cái cách á để mình có thể tối ưu hóa được lợi nhuận trong cái thị trường uptrend đang diễn ra rất là mạnh mẽ như hiện nay. Nào, mình có thể cùng bắt đầu. Trong hơn 2 năm downtrend vừa qua ha, thì từ giai đoạn đầu năm 2018 cho đến giữa năm 2020 thì chắc hẳn thị trường đã thanh lọc được rất rất nhiều những dự án lởm, bên cạnh đó là không những dự án mà không đủ thích nghi hoặc là trụ vững được với thị trường này. Thì bên cạnh đó là những anh em nào mà đã từng tham gia thị trường crypto từ những năm 2017 thì có lẽ là cũng đã bỏ cuộc trong một cái giai đoạn cực kỳ ảm đạm của thị trường vào thời điểm năm 2018-2020 ha. Ngược lại với downtrend thì khi mà thị trường bắt đầu vô giai đoạn gọi là uptrend á, thì điều đó cũng có nghĩa là rất nhiều anh em mới bắt đầu tìm hiểu về thị trường crypto nói chung và cách giao dịch gọi là trade coin anh em nói riêng. Vậy nên là trong video lần này thì mình sẽ giải thích rất là cặn kẽ với anh em về một số những phương pháp quản lý vốn cũng như là cách để tối ưu hóa lợi nhuận trong thị trường crypto nói chung và đặc biệt là trong uptrend nói riêng. Thì tuy nhiên là hãy lưu ý rằng đây là những cái gọi là góc nhìn của cá nhân mình, thì các bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng để tìm ra được những quyết định đầu tư đúng đắn nhất cho bản thân mình. Nào, mình cũng bắt đầu. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ phải làm rõ với nhau á, thế nào là quản lý vốn. Quản lý vốn là gì? Thì quản lý vốn có nghĩa là các bạn phải kiểm soát được số tiền có trong tài khoản của bạn, không để bị thiệt hại quá nhiều, đồng thời các bạn cũng phải giữ được một cái mức lợi nhuận hợp lý khi mà giao dịch. Thì mục tiêu đầu tiên trong việc quản lý vốn á, là đảm bảo cho sự tồn tại của mình ở trên cái thị trường này. Thì trong những thị trường có độ rủi ro rất là cao như là Forex nè, như là Coin nè, thì đầu tiên bạn cần phải tránh những cái rủi ro khiến bạn có thể bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Thì mục tiêu thứ hai á, là mục tiêu sau này nè, mới là kiếm thêm thu nhập và cuối cùng mới là gia tăng mức lợi nhuận lên. Thì với việc này thì anh em có thể khá là rõ ràng ha. Vậy là người thất bại là người nào? Thì người thất bại thường sẽ là đặt toàn bộ số vốn của mình, toàn bộ số tiền của mình trong một hoặc chỉ một vài giao dịch thôi. Thì họ tiếp tục giao dịch vẫn cùng với khối lượng hoặc là hơn mức đó. Hầu hết người thua lỗ sau khi mà đã bị gọi là lỗ một cái mức nào đó thì cố gắng thoát khỏi hố sâu mà họ đã đào, và quản lý tài chính tốt sẽ giúp bạn tránh khỏi cái hố sâu đó ngay từ ban đầu. Vậy thì chắc là mình cũng không cần phải gọi là nói lại quá nhiều về tầm quan trọng của việc quản lý vốn nha anh em. Thì rõ ràng chúng ta cần phải quản lý vốn tốt vì hai lý do sau đây. Thứ nhất á, là đảm bảo mình có thể thích nghi được trong thị trường này, không bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Thì đặc biệt là không phải thị trường coin không, thị trường crypto không, mà bất kể trong thị trường tài chính nào, ví dụ như là Forex này, hay thậm chí là cả thị trường BO đó anh em. Và bên cạnh đó, một cái mục tiêu thứ hai của chúng ta để khi mà chúng ta quản lý vốn á, là để chúng ta có thể kiếm một cái thu nhập một cách bền vững và dài hạn nha anh em. Tức là một cách gọi là đi một cái đường rất là dài. Ok, thì cái này là cái câu chuyện cá nhân của mình một tí. Thì trải qua suốt một cái thời gian gọi là 3-4 năm hoạt động cũng như là trải nghiệm trong thị trường crypto, từ trade nè, phát triển cộng đồng, thì mình thấy rằng là đa phần các anh em ở Việt Nam á thì có tư duy cực kỳ đột phá và rất là giỏi. Tuy nhiên là cách này anh em gọi là luôn luôn đi muốn tìm một cái thứ gọi là chiến thắng trong crypto. Thế nhưng sau cùng thì cái này là quan điểm của mình thôi nhé, là mình nhận ra rằng ai cũng có một cái chiến thắng của riêng mình. Thì đó không phải là phương pháp giao dịch đỉnh cao siêu cấp gì cả, mà đó chỉ là đơn giản chỉ là tâm lý chiến và một phương pháp quản lý vốn tốt hơn mà thôi. Thì mình đảm bảo rằng 90% các anh em nếu có một tâm lý vững, thoải mái, một phương pháp quản lý vốn cực kỳ hợp lý, thì cho dù đó là một cái thị trường downtrend ở trong crypto này hay là uptrend đi chăng nữa,
thì tất cả các bạn đều có thể kiếm được tiền một cách bền và cực kỳ dài lâu hơn rất là nhiều. Vậy thì tiếp tục thì mình phải hiểu tại sao là nhiều bạn đã biết các lý thuyết rồi về quản lý vốn nhưng mà vẫn chưa thực sự quản lý vốn thật tốt. Thì đầu tiên là các bạn, thứ nhất là mình vẫn còn khá là xem thường việc quản lý vốn. Thì giao dịch cũng như là mua bán theo cảm tính, ôi một cách rất là mù quáng vào những cái đồng coin hoặc là một vài mã giao dịch thôi. Thì khi các bạn đã thực sự nghiêm túc rồi với số tiền của mình bỏ ra và quản lý nó thật tốt á, thì mình tin chắc chắn rằng là các bạn sẽ dễ dàng kiếm được lợi nhuận ở bất kỳ bộ môn nào luôn. Người ta có câu là có kiến thức thì đánh bạc cũng là đầu tư, mà không có kiến thức thì đầu tư chả khác gì đánh bạc các anh em ạ. Nên là mình thấy câu này ở đây là hiển nhiên là rất là đúng luôn. Thì ngoài cái kiến thức cơ bản về ngành thì các bạn phải luôn luôn cập nhật và tìm hiểu kỹ năng quản lý vốn cũng hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, một cái lý do khác là mình thấy là đa số anh em ở Việt Nam thì thường theo đuổi lợi nhuận trong một cái thời gian rất là ngắn hạn. Cụ thể ở đây là chỉ là vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí là vài giờ. Thì chúng ta thường lao vào trend theo số đông chứ không phải là mấy anh em thực sự chịu tìm hiểu đầu tư công sức một cách ngọn ngành là đằng sau lưng nó là nó có cái gì. Để mà khi mà bước vào thực chiến thì anh em sẽ chưa thực sự sẵn sàng và sẽ dễ dẫn đến việc toàn. Thì để cập nhật cũng như học hỏi kiến thức thì anh em có thể đọc trên Coin68 nè, thì các trang báo về tiền điện tử, tiền mã hóa ở Việt Nam chẳng hạn. Thì Coin68 hiện nay đã làm rất là nhiều video liên quan đến chủ đề research, chủ đề nghiên cứu về những cái thông tin, thì anh em có thể xem và bình luận nhé. Rồi, không nói dòng dài nữa thì bây giờ mình sẽ đến với các nguyên tắc mà bạn chắc chắn phải nắm được khi mà các bạn trade coin. Thì đầu tiên là anh em cần phải tuân thủ kỷ luật do chính mình đặt ra. Thì ví dụ như chạm được đúng tới cái điểm chốt lời là chốt, tránh trường hợp mà nó đi lên xong anh em không chốt xong nó lại đi xuống ha, thì không kỳ kèo mặc cả rồi cũng không có ra vào linh tinh. Thì nhắc đến điểm chốt lời là trước mỗi giao dịch thì anh em cần phải xác định được rõ cái điểm chốt lời, cái điểm TP hay còn gọi là take profit, và cắt lỗ gọi là SL hay còn gọi là stop loss, và tuyệt đối giao dịch theo kế hoạch chúng ta đã đặt ra. Và bên cạnh đó có một cái điểm nữa cái quan trọng luôn là điểm entry, tức là anh em vào ở cái giá nào. Thì tiếp theo là không được và tuyệt đối không được là FOMO, gọi là cay cú với thị trường nếu mà giá có đi sai theo kế hoạch. Thì hãy nhớ rằng bất kỳ phân tích giá nào cũng chỉ mang đến xác suất nha anh em, cho nên á giá đi trái với dự đoán của bạn thì hãy mạnh tay và cắt lỗ thôi, đừng có quá dằn vặt. Và một điều cũng quan trọng không kém trong phần quản lý vốn là tuyệt đối không vay mượn tiền khi trade coin, và chỉ sử dụng đúng cái số tiền mình có thể mất trong quá trình giao dịch. Tại vì anh em nếu như mà mình mượn tiền thì rõ ràng là nó sẽ khiến cho cái tâm lý của mình nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều khi anh em giao dịch. Ok, thì nãy giờ cũng khá là dông dài rồi, thì giờ chúng ta sẽ đến với cái phần mà anh em chờ đợi nhất nãy giờ, thì làm sao để tối ưu hóa lợi nhuận. Thì những trader gọi là kỳ cổ anh em thì thường hay nói là gồng lãi nó mới thật sự khó hơn gồng lỗ. Vậy thì mình thấy điều này ở trong thị trường crypto là cực kỳ đúng luôn. Ở qua những cái giai đoạn downtrend á thì mình đã thấy được rất là nhiều anh em hoàn toàn có thể gồng lỗ được ở những cái con có thể chia 2 hay chia 3, thậm chí là chia rất là nhiều lần. Nhưng mà khi mà nó lãi lên, ví dụ như lãi tầm 15-20% thì đã chốt rồi. Vậy thì ngoài quản lý vốn tốt ra thì làm sao có thể mình có thể tối ưu hóa được lợi nhuận trong cái thị trường uptrend như hiện nay bây giờ? Thì cái câu trả lời ở đây thì đầu tiên rõ ràng với mình là quan trọng nhất là phải biết chia phần trăm vốn để chốt lời. Thì khi được đạt được cái target của mình ví dụ như cái TP của mình, thì để chia ra chốt lời thì mình sẽ có một số tỷ lệ phổ biến như là 442 nè, có nghĩa là 40%, 40%, 20%, hoặc là 532, 50%, 30%, 20%. Thì tức là sẽ có 3 target cho anh em để chốt lời, thì anh em nên chia phần nào đó để chốt lời ra ha. Thì ví dụ như anh em mua một đồng với giá 1 đô thì khi đạt được target là 1,5 đô đi, thì anh em có thể bán đi 40% hoặc là 50% trước để đảm bảo được cái số tiền lời của mình, tức là mình quay vốn á. Và nếu giá có quay đầu giảm thì mình cũng không có bị ảnh hưởng về tâm lý ha. Rồi, còn số tiền còn lại thì giả sử nếu mà có giảm về gọi là 1.3 đô đi hay là 1 đô thì anh em vẫn đã lời rồi, vì trước đó đã chốt được cái khúc gọi là cái khúc gốc rồi ha. Còn trường hợp ngược lại, nếu giá tiếp tục tăng lên là 2-3 đô như kỳ vọng thì anh em có thể gọi là vẫn còn 50% hay 60% còn lại để chốt lời tiếp theo. Thì quan trọng hơn hết là với một cái đồng coin tốt, nếu mua được giá một cái entry đẹp thì có thể giữ lại gọi là 10-20% thôi, và hold gọi là hold ít 5 luôn, và thậm chí là ít 10. Thì đặc biệt là mỗi uptrend hiện nay thì anh em có thể thấy một số con layer 1 như là Solana này, hay là Near này, đó, thì nó đang gọi là tăng rất là mạnh.
Và bước tiếp theo á, là chúng ta phải phân bổ cái danh mục đầu tư của mình. Thì nói về coin top thì nếu các bạn mua những cái đồng coin top thì có thể dành từ 30 tới 40% số vốn để mua những cái đồng coin top như hiện tại như là BTC nè, ETH nè, đó thì có độ dao động không nhiều như những cái altcoin khác. Không nhiều ở đây có nghĩa là đối với crypto là nha, chứ rồi so với ông ngoại như là chứng khoán thì vẫn rất là nhiều. Thế nên là một cái điều cực kỳ quan trọng anh em cần lưu ý là không bao giờ vay mượn tiền người khác để đi trade. Còn đối với đồng coin mà các bạn có thể tự tin với tiềm năng của nó thì các bạn chỉ nên dành khoảng tầm 20% số vốn thôi. Thì với bọn này thôi, vì rõ ràng là độ dao động của tụi nó mạnh hơn rất là nhiều trong cái thị trường mà biến động mạnh như crypto, nhưng bù lại những cái lúc bull run, những lúc uptrend thì nó lại tăng cực kỳ nhanh luôn anh em. Và bên cạnh đó nó với những cái con gọi là con shitcoin, mà những cái con rất là mới, vốn hóa cực kỳ thấp, thì đối với những cái kiểu shitcoin hay là kiểu xổ số thì anh em chỉ tuyệt đối kiểu như là đưa vào khoảng tầm 2 hay 4% hoặc là tối đa 5% cái danh mục đầu tư của mình thôi. Vì nếu như anh em vào nhiều á thì rất là dễ ảnh hưởng những cái vấn đề về vốn, mà nếu chuyện không may xảy ra thì anh em có thể sẽ mất khá là nhiều ha. Ví dụ như bây giờ tôi chơi một cái con gọi là có thể 5% tài khoản, thị trường sập mạnh còn nó giảm 20% thì mình chỉ mất khoảng tầm 1% tài sản thôi, còn nó chia 2 thì mình mất khoảng tầm 2,5% tài sản, thì nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều nếu như mà anh em gọi là all in anh em. Bên cạnh đó là một điều quan trọng không kém mà nhiều anh em thường bỏ qua là luôn luôn phải thủ sẵn khoảng tầm 20 hay 30% USDT ở trong cái danh mục đầu tư của mình. Tại vì bất kể thị trường có xuống đi chăng nữa thì mình cũng phải có một cái gọi là một cái khoản USDT dự phòng để mình có thể DCA, thì mình có thể gọi là trung bình giá lại cái giá entry của mình cho nó tốt hơn cái entry lần đầu. Thì như vậy lúc giá tăng thì chúng ta sẽ có một cái phần trăm lợi nhuận nó tốt hơn là trước kia. Rồi, và một lời khuyên rất là chân thành dành cho anh em mà còn chưa hiểu hết về thị trường á, thì hãy hạn chế ra vào lệnh thôi. Thì khi các bạn ra vào lệnh nhiều lần như vậy thì sẽ hình thành thói quen, thì bên cạnh đó thì bạn sẽ phải tốn phí giao dịch cho các sàn nữa. Vậy thì để tối ưu hóa lợi nhuận á thì bạn mới cần hạn chế mua đi bán lại nhiều lần. Thì thực sự rất là khó mà thắng được gọi là sàn hay là nhà cái lắm, nên mà các bạn đừng có gọi là cố quá, thành quá cố. Nhưng nếu thật sự các bạn đủ nhạy cảm để làm điều đó thì các bạn có thể thoải mái thôi. Thì người ta nói là downtrend thì tích USDT, uptrend thì tích coin, và để thắng trong thị trường này á là phải trôi theo dòng nước và phải đi cùng đám đông chứ đừng có chống lại đám đông. Thì cái đám đông ở đây chính là trend ha. Và tất nhiên thì nhắc đến việc gọi là ra vào lệnh và để mà gọi là tối ưu hóa lợi nhuận nữa, thì hãy giữ cái token của sàn đó để giảm phí giao dịch. Thì khi sử dụng Binance thì có cái đồng BNB nè, Huobi thì có đồng HT nè đó, và mỗi sàn thì sẽ có những cái đồng giao dịch riêng của nó. Thì khi mà anh em giữ cái đồng này nó sẽ khấu trừ phí giao dịch, thì thường thì mình sẽ thấy với cái mức khấu trừ nó sẽ rơi tầm 30 đến 50% cho một lệnh giao dịch nếu mà có con sàn ha. Thì anh em đừng có coi thường khoản này nhé, nếu giao dịch nhiều và lệnh rất là to thì cuối tháng anh em cũng ngồi tổng lại một cái khoản gọi là cống nạp cho sàn anh em trong cái khoản rất là nhiều nha. Và trước khi tối ưu hóa lợi nhuận á thì cần phải cắt giảm triệt để cái phí giao dịch trước đã. Bên cạnh đó thì một cái lời khuyên tiếp theo là các bạn phải luôn luôn cập nhật được những cái thông tin trong thị trường. Thì ngay cả trong downtrend hay uptrend thì kiến thức là luôn luôn quan trọng, và không phải chỉ đóng vai trò quan trọng trong cái lĩnh vực crypto, mà bên cạnh đó nó sẽ đóng vai trò quan trọng trong tất cả mọi thứ trên đời luôn. Thì khi có được kiến thức thì anh em sẽ dễ hold một cái đồng coin nào hơn, anh em sẽ đỡ bị gọi là tâm lý hơn, vì anh em có niềm tin và anh em cũng sẽ đỡ lo lắng hơn. Hơn nữa là nếu mà anh em có kiến thức nè, có sự nhảy bén trong thị trường, thì mình tin chắc là việc bắt trend là vô cùng đơn giản với anh em. Mà trong crypto thì anh em biết là nếu mà bắt trend thì cũng kiếm được nhiều nhiều tiền và nhiều rồi đấy. Ví dụ như là đối với cái trend NFT trong thời gian gần đây ha. Rồi, vậy thì làm sao để chúng ta có thể chọn lọc ra được một cái dự án thực sự tiềm năng, một cái đồng coin tốt để chúng ta có thể hold? Thì chắc hẳn đọc nãy giờ thì nghe nãy giờ thì anh em coi 68 là phải gọi là khá là lớn cứng ở đây ha. Và trước khi mà mình đi vào cái đoạn này thì mình xin lưu ý là đây hoàn toàn là quan điểm cá nhân của mình chứ không phải là lời khuyên đầu tư. Thì đầu tiên á là để xác định được tiềm năng của một đồng coin thì anh em phải biết được cái phân tích cơ bản. Ở tiếng Anh thì người ta sẽ gọi nó là fundamental analysis. Thì mình sẽ làm một cái bài riêng về phân tích cơ bản cho anh em sau. Thì ở đây á sẽ có một số những cái cách á để xác định một cái đồng coin nào đó thực sự tiềm năng.
Đầu tiên là mình sẽ đi phân tích nội lực của dự án nè, mình sẽ đi đánh giá đội ngũ nè, xem coi đội ngũ họ có legit, có uy tín hay không. Bên cạnh đó là dạng advisor của họ là có tốt hay không. Mình hãy xem những cái token metrics và tokenomics của dự án. Mình xem thời gian vesting nè, thời gian mở khóa cho những nhà đầu tư ban đầu nè, xem thời gian sắp tới liệu có sự kiện lớn gì hay không nè. Nghiên cứu trend, thì ví dụ như trend hiện tại là trend NFT đi, và nếu có dự án gọi là xịn gấp mấy đi chăng nữa, mà nếu mà nó ra mắt vào cái thời điểm mà nó không đúng trend á, thì cái tiềm năng của nó sẽ không đạt được tới mức tối đa. Mình phải tìm hiểu thêm về cộng đồng nè, anh em có thể thấy trên cộng đồng Telegram hay cộng đồng Twitter hay cộng đồng Discord chẳng hạn, và cái cách mà đội ngũ đó chăm sóc cộng đồng, phát triển cộng đồng như thế nào. Mình đánh giá về chính sách cũng như chiến lược của dự án có làm tăng giá token hay không. Thì có một cái ví dụ cụ thể về vấn đề này thì anh Poseidon đã chia sẻ trong một cái video gần đây. Các bạn hãy bấm vào góc màn hình để xem lại nhé. Ok, được rồi, thế là tương đối đủ rồi nha. Thì thông qua video này mình hy vọng mọi người có thể phân bổ vốn một cách hợp lý nhất. Như mình đã nói một số cách phân bổ vốn ha, và để tối ưu hóa được lợi nhuận trong thị trường uptrend hiện nay. Thì quan trọng hơn hết là nội dung bài viết là kinh nghiệm cá nhân của thị trường của mình. Nếu có bất kỳ sai sót nào thì mong là anh em có thể góp ý thông qua comment, và để mình có thể lưu ý và sửa đổi. Xin cảm ơn và chúc anh em thực sự thành công trong thị trường crypto. Nhưng mà cái này thì không phải nói gỡ, nhưng mà nếu mà anh em muốn mình làm cái video để mà gọi là tối ưu hóa lợi nhuận trong thị trường downtrend thì hãy comment bên dưới nhé. Mình rất là sẵn lòng chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình cũng như là team Coin68.